Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa. Thưa quý vị, có lẽ Thanh Bình đang là từ khóa hot nhất và sáng nhất trên mạng xã hội vào thời điểm hiện tại sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Không phải vì anh gây phốt hay vi phạm đạo đức, cũng không phải anh vi phạm pháp luật, mà bởi hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã xử lý tình huống thiếu đi sự tinh tế, dẫn đến bàn thua và đoàn quân áo đỏ sao vàng của chúng ta đã tức tưởi về nước vì bị loại bởi Indonesia, đối thủ đáng ra chúng ta phải giành chiến thắng. Phút thứ 41 thì Thanh Bình đã phạm lỗi với tiền đạo Rafael số 11 bên phía đội tuyển Indonesia. Trung vệ của chúng ta đã có một pha kéo có phần lố liếu ngay trước mặt trọng tài. Và đương nhiên vì trọng tài Sadulo đã lập tức thổi phạt đền khi có góc quan sát rất thuận lợi. Pha chiếu chậm cho thấy Thanh Bình có tình huống nắm và kéo áo quá lố liếu và khá lâu. Theo đó thì cầu thủ này kéo lệch cả phần số áo lẫn tên sau lưng của tiền đạo đến từ Indonesia, Shoaib. Tình huống dẫn đến quả phạt đền là khá rõ ràng, khó có tranh cãi khi truyền hình liên tục chiếu lại pha bóng này. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, cựu trọng tài Việt Nam cho rằng đây là một lỗi sơ đẳng. Tình huống này thì không khó với trọng tài, lỗi của cầu thủ Việt Nam là khá sơ đẳng. Trọng tài có góc quan sát tốt nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi nghĩ ai chơi bóng đá đều có thể nhận định được, không có gì phải tranh cãi với quyết định của trọng tài cả. Đáng tiếc là cầu thủ của chúng ta đã phạm lỗi quá lộ liễu. Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương thì cũng phân tích các hậu vệ của Việt Nam hay có kiểu nắm rồi thả rồi buông áo đối thủ. Đây là thói quen của đa số cao thủ Việt Nam nên khi bị thổi thì không thể cãi được. Pha bóng này Thanh Bình thiếu đi sự kinh nghiệm. Cầu thủ Indonesia quay lưng ra chứ đâu phải hướng vào phía khung thành. Pha này lỗi thì làm sao mà cãi được. Đúng như lời huyền thoại Minh Phương đã chia sẻ, sau khi VAR vào cuộc kiểm tra lại tình huống thì đồng ý với quyết định của trọng tài chính. Ông Sadulo sau đó thì không cần phải xem lại tình huống này để cân nhắc quyết định thổi phạt đền của mình. Trên chấm 11m, tiền vệ Asnavi, người thủ lĩnh của Indonesia thực hiện nhiệm vụ. Anh sút căng ngay khoảng 1/3 giữa khung thành và thủ môn Nguyễn Philip đã không đoán đúng hướng. 1-0 cho Indonesia. Đây là bước ngoặt của trận đấu. Không cần phải chờ đến khi trận đấu kết thúc, nhiều người hâm mộ lập tức đã tràn vào trang cá nhân của Thanh Bình để thể hiện sự tức giận. Không ít những từ ngữ mỉa mai, thậm chí là nặng nề đã xuất hiện trên trang cá nhân của hậu vệ trẻ người Thái Bình. Ở chiều nay, Thanh Bình là cầu thủ đá chính nhận điểm số thấp nhất của đội tuyển Việt Nam. Anh chỉ được chấm 6,5 điểm. Dù vậy thì Thanh Bình không phải là cầu thủ đá chính duy nhất của đội tuyển Việt Nam bị chấm điểm thấp nhất. Cùng với anh còn có Tuấn Tài. Trước đó ở trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản, Thanh Bình cũng được tung vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên cầu thủ này đã có màn thể hiện được cho là không thực sự tốt và đúng với khả năng của anh. Huấn luyện viên Philip Thuzier cho biết Thanh Bình là người có chuyên môn tốt, nhưng ông không hiểu vì sao cậu trò lúc nào cũng có chút rụt rè và thiếu đi sự tự tin. Ở chiều nay thì tôi có nói chuyện riêng với Thanh Bình. Hiệp 2 cậu ấy đã dám chơi, dám đương đầu. Cậu ấy đã vượt qua được giới hạn của bản thân. Thanh Bình có chuyên môn nhưng luôn có một chút gì đó ngại ngùng và rụt rè. Tôi không trách mắng gì Thanh Bình và Việt Anh cả. Họ đã chơi tốt gần như cả trận. Bóng đá phải có sai số. Tôi luôn tự hào về cao thủ. Dù thua nhưng chúng tôi không đầu hàng, luôn nỗ lực đến những giây cuối cùng. Trước đó thì Thanh Bình cũng đã từng bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hồi tháng 10 năm 2021 sau trận thua trước đội tuyển Trung Quốc. Anh được huấn luyện viên Park Seo Thomason thay cho Bùi Tiến Dũng ở phút 72 và đã mắc sai lầm ở cả hai bàn thua khiến đội tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số 2-3. Theo cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, cầu thủ Việt Nam quá nhờn tiểu xảo ở V-League nên dễ mắc sai sót khi ra sân chơi quốc tế. Không cần tôi phân tích, cả thế giới cũng cảm thấy Thanh Bình quá dại dột. Tôi vốn không thích phê phán cầu thủ, thậm chí còn nhiều lần bênh vực họ, điển hình như Duy Mạnh hay Văn Hậu trước đây. Sau những tình huống phạm lỗi hay chơi xấu, tôi đều nhắn tin nhắc nhở, chỉ bảo. Thanh Bình từng mắc lỗi tai hại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng sau đó cậu ấy đã tiến bộ về mặt chuyên môn, có ý chí phấn đấu. Tuy nhiên lần này Thanh Bình lại dại dột trong một tích tắc. Cậu ấy cũng như nhiều cầu thủ Việt Nam, cần nhớ rằng bóng đá bây giờ có VAR, khi ra sân phải ghi vào đầu mình rằng mọi tình huống xấu chơi đều bị soi xét. Thanh Bình phạm lỗi như thế thì không ai cứu nổi. Có lẽ họ đã quá quen với môi trường V-League, khi các pha phạm lỗi kiểu như thế ít khi bị thổi phạt, để rồi ra đấu trường lớn thì cứ thế thực hiện. Đó là một tác hại rất lớn từ V-League. Lý do một phần vì các nhà quản lý bóng đá, các ông bầu quá quyền lực, dung túng cho các cầu thủ và đội bóng có sự ảnh hưởng đến mức cầu thủ của họ chơi xấu nhưng trọng tài không dám phạt. Cầu thủ vì vậy cứ đá láo, đá xấu rồi hư, nhờn và dùng tiểu xảo như một thói quen. Tôi trước đây là trung vệ, trải qua nhiều năm chơi cho Thể Công, Hoàng Anh Gia Lai hay đội tuyển quốc gia nên tôi hiểu việc này. Cũng phải thừa nhận rằng tôi dùng tiểu xảo rất nhiều nhưng phải biết cách để không ai biết mà xử phạt. Cả sự nghiệp tôi chỉ nhận đúng 2 thẻ vàng. Đó là một lần ngăn chặn cầu thủ đối diện 1-1 và một lần vì câu giờ. Còn lại tôi dùng tiểu xảo nhưng không ai biết để xử phạt. Như thế thì nên dùng. Chứ bây giờ khi cầu thủ Việt Nam dùng tiểu xảo, khán giả còn biết, chứ huống gì trọng tài và VAR. Những trung vệ Việt Nam bây giờ thiếu nhiều yếu tố lắm. Quý Hữu Hải, Đỗ Duy Mạnh được đào tạo bài bản nhưng thiếu đi sự tinh quái. Ngày xưa chúng tôi đá bóng ở trên sân, lỡ hỏng quả nào về nhà là cảm thấy xấu hổ và lần sau phải tập đi tập lại để chữa ngượng.
Phải như vậy thì mới tạo cho mình kinh nghiệm dày dặn, sự lì đòn và bản lĩnh vững vàng trước mọi đối thủ. Cựu hậu vệ này cũng khẳng định rất lo cho đội tuyển Việt Nam bởi Indonesia và các đối thủ đang tiến bộ cực kỳ nhanh. Không phải có kết quả rồi thì tôi mới nói, mà sau khoảng 10 phút đầu tiên, tôi đã rất lo và nghĩ trận đấu này Việt Nam chỉ từ hòa đến thua. Tôi nghĩ thấy Indonesia họ có tiến bộ. Họ tiến bộ không chỉ nhờ cầu thủ nhập tịch. Rõ ràng họ lựa chọn cầu thủ nhập tịch, nhưng không phải chọn cho đủ con số, mà chọn những nhân tố phù hợp cho lối chơi mà huấn luyện viên Shin Tae-yong xây dựng. Bóng đá Việt Nam và Indonesia rất nhiều duyên nợ với nhau. Trước đây, mỗi khi gặp nhau, Indonesia thường chọn lối chơi áp đặt, thô bạo để kìm hãm lối đá kỹ thuật của Việt Nam. Nhưng vài năm trở lại đây, họ đã thay đổi tư duy chơi bóng. Họ không còn chơi kiểu đấu võ nữa, mà lại thể hiện lối đá uyển chuyển, tinh quái để phát huy hiệu quả. Ngược lại, Việt Nam thiếu đi sự tỉnh táo, xử lý thiếu chính xác. Nói thật, không thua Indonesia lúc này, chúng ta cũng sẽ sớm thua ở một lúc khác thôi, vì họ đã tiến bộ rất nhiều. Nhìn chung trận đấu này Indonesia chơi quá tốt, xứng đáng chiến thắng, thậm chí thắng đậm nếu kết thúc sắc bén hơn. Và cuối cùng, chia sẻ với tờ VN Express, cựu trung vệ Mạnh Dũng mong tất cả hãy kiên nhẫn thêm với ông Philippe Thuzier. Tôi thấy rất nhiều người phê phán ông Thuzier vì không triệu tập những cầu thủ quen mặt và có tên tuổi. Thậm chí triệu tập họ lên thì cũng chỉ để cổ vũ cho đàn em. Nhưng phê phán như vậy là sai, bởi có những cầu thủ cũ với cả tá những danh hiệu và tên tuổi luôn thể hiện tinh thần hời hợt khi lên tuyển. Như vậy huấn luyện viên nào có thể chấp nhận được? Quan điểm của huấn luyện viên là chọn những cầu thủ theo phong độ, tức là bạn phải tận tâm, chăm chỉ cho các buổi tập. Tất nhiên cũng có một số đội tuyển trên thế giới ngoại lệ cho những cầu thủ, nhưng bởi vì họ là ngôi sao thượng đẳng nên không cần tập nhiều. Còn với cao thủ Việt Nam, phải có một tinh thần tập thể cao, sự chuyên cần thì huấn luyện viên sẽ chọn. Ông Thuzier cũng là một người làm thuê, ông ấy cũng muốn chọn quân cờ tốt nhất để đá có thành tích. Không ai muốn chọn cầu thủ không tốt, không có phong độ sẽ ảnh hưởng đến chiếc ghế của họ. Do đó tôi nghĩ ông ấy đã đúng với cách lựa chọn cầu thủ và xây dựng chiến lý bóng đá hợp với con người hiện tại. Các cầu thủ trẻ có tiến bộ, tư duy chơi bóng thay đổi. Tôi thấy ở các cầu thủ mới có sự khát khao, năng nổ và tinh thần tốt. Do đó những giải đấu như thế này sẽ bồi đắp thêm kinh nghiệm để họ tránh phạm những sai lầm không đáng có như vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa. Chắc chắn rồi, Thanh Bình cũng là người mà gặp rất nhiều áp lực vào thời điểm này khi bị cộng đồng mạng tấn công. Hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có những cách ứng xử với nhau văn minh hơn, nhẹ nhàng, tinh tế hơn. Dù sao thì cầu thủ, những người trong cuộc sẽ là những người đau đớn nhất, tiếc nuối nhất. Và sai lầm thì chúng ta phải nhìn nhận và sửa chữa. Và chúc cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ vững vàng và thể hiện một bộ mặt tích cực hơn trong trận đấu với Iraq và đặc biệt là thời gian tới. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp quý vị và bạn ở những video tiếp theo.